tổng hợp những tình huống hài hước khó đỡ khiến người xem dở khóc dở cười. Vô mánh con cá bự chảng, đỡ đỡ phụ tao tụi bay. Được rồi, đưa đây, để tao và cái cớ. Còn gì nữa đâu mà khóc vui. Cá dãy con phát, bye bye, tao về với chồng tao đây. Ông thấy sông đứng hình, má gì vậy bay. Đúng là một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại, không còn cá ăn mà. Tiếp theo, chàng trai vừa bước ra ánh thì ổng xuống cầu thang bằng mau. Ây cha, hàng họ cà tưng à. Anh bạn đang nghe điện thoại định nhào xuống cứu thì bất ngờ ảnh quăng một cái điện thoại, nối bước theo sau. Công nhận người thành công hay có lối đi riêng ghê. Còn đây, quán ế, chị gái tập thể dục buổi sáng, hít thở. Bà kia thấy như vậy, nhào vô đuốt theo. 1, 2, ra sau nè. 1, 2, 3, 4, dành cái cớ. Bà té dập mông, chu cha thốn. Nó quê, chữ ê kéo dài, cho chừa cái tật học theo nha bà. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Tin 3 Phút Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước mỗi ngày nha. Xin chào!